giờ là mình đã đi qua quần đảo Nam Du rồi nha anh em. Mình thấy một chiếc ghe. Để coi ghe này làm nghề gì đây. Cái này làm nghề lưới ghẹ nha anh em. Chiếc này ngang 4 mét mấy nha, cỡ 4m2, 4m3, dài thì 15 mét mấy nha anh em, đang neo. Mình thấy chiếc ghe câu nha anh em, ghe câu mực nè. Rồi ghe đó là ghe lưới bao nha. Chiếc này làm nghề bóng mực nha anh em. Hơi lắc chút xíu. Phía bên đó là cái chiếc ghe lưới bao của Phú Quốc nha. Ghe lưới bao Phú Quốc. Chiếc này ghe câu nha anh em, ghe câu mực, ghe câu mực. Tắt đèn rồi. Hiện giờ là 5 giờ mấy sáng. Nó hơi xa, zoom không tới. Vàng cabin nè, ngang chắc 3 mét mấy ha. Chiếc này lưới bao Phú Quốc nha anh em, nó đang lấy lưới nha anh em. Zoom không tới đâu anh em ơi. Mấy cái số là zoom được vậy là mừng rồi. Xa lắm. Mình thấy một chiếc ghe nha anh em, để mình zoom lại gần coi mình coi nó có cái gì ha. Chiếc này mình chụp nha anh em, ghe mình chụp. Ghe Bình Định nha anh em, Bình Định, ghe Bình Định. Chiếc này dài 16, cỡ 16 17 mét nha. Ngang là 5 mét mấy đó anh em. Chiếc này không có lớn đâu. Hơi lắc rồi. Chiếc này nhỏ ha, không có lớn gì lắm đâu. 4 cái ngáng nó xè ra. Nhìn tiếu à. Đúng là mỗi nghề mỗi khác nha anh em. Ô, cái này là nghề câu nha anh em, nghề câu. Anh đang phân đường dây câu nha. Ghe này cỡ 2m2 đổ lại nha, bề ngang á. Ghe không có giấy, không có số ha. Đó, anh đang phân đó. Câu cái gì ha, câu cá hay là câu gì đây, con mực đây.
xíu mà anh em là một cặp cầu đôi nha. Chiếc đực đang ở phía sau nha anh em, chiếc cái phía trước nha anh em. Mình đang chạy thẳng ra đó, chút nữa mình zoom lại gần mình coi luôn nha. Giờ này biết mấy anh lấy cào chưa nữa. 6 giờ mấy sáng rồi nha. Mấy ảnh đang lấy cào anh em ơi. Đang lấy cào, cào quay nha anh em. Ồ, cái dáng ghe này là dáng ghe Hà Tiên nha anh em. Ghe Hà Tiên. Tàu đực cỡ 5.2 đổ lại nha anh em. Tàu cái cũng là khoảng 5.6, 5.8 nha. Dán Hà Tiên. Ghe Hà Tiên nó không có kiều cho lắm nha, nó ngang ngang vậy nha. Đang lấy cào đó. Lấy từ từ lên ha, chắc khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa, hoặc là một tiếng đồng hồ nữa sẽ lấy được cái đục lên nha. Đây là cái dàn phao nha anh em, đang lấy lên từ từ nha. Đây cái đục cào nha, cái đục cào nằm đây nha anh em, có đèn nè, đục cào sẽ nằm ở đó. Bây giờ mình đã thấy một cặp ghe cào nó đang chạy cào nha anh em. Chỉ là chiếc cái nha. Có một anh đang đi vệ sinh. Đang ngồi ở sau lái nè ha. Đây chiếc tàu đực đây. Quá xa. Đâu rồi, đây tàu đực đây. Tàu đực nha anh em. 5 mét mấy. Đang chạy cào nha. Ghe này ghe Minh Chí nha anh em. Minh Chí tàu đực nha, 5 mét mấy, sàn khô xài 6 chân, bên 3 chân còn chủ Hoàng Hải luôn. Tàu đực này nói chung là cỡ 5.2 đổ lại nha. Xa quá dùm không tới đâu. Để chúng tôi kêu anh tàu cái, mình sẽ quay tàu cái nha. Mình chỉ 28, xài sàn khô 2 chân. Chiếc này cũng 5 mét mấy nha anh em, 5.6, 5.8 nha. Lô bả. Còn chủ Hoàng Hải luôn. Cabin 2 tầng. Đang chạy cào. Chiếc này bề ngang 5 mét mấy nha anh em.
5m6, 5m8 nha. Mình cách nó là khoảng mấy trăm mét, cho nên zoom nó hơi bự ra xíu dễ. Dọn cơm ăn rồi nha anh em. Đó, Minh Trí 28. Minh Trí là nổi tiếng ở tỉnh Kiên Giang nha, số lượng ghe rất là nhiều. Phía trước đó là Thổ Chu nha anh em, khoảng 2-3 tiếng nó sẽ tới nha. Đó, bây giờ zoom đây nè, 2-3 tiếng nữa, thấy vậy đó, còn xa lắm, tại cái đảo nó lớn lắm. Tỉnh Kiên Giang này là, cái đảo Thổ Chu này là nó chỉ xa Phú Quốc thôi nha. Bên đây có một cặp nữa nha anh em, đang chạy cào luôn, cũng là đoàn ghe Minh Trí nha. Quá xa thì không tới đâu. Có tàu đực nè, tàu cái đây, san hô 4 chân, còn chu Văn Hải luôn. Ghe này 5 mét mấy bề ngang nha, cabin 2 tầng. Đây tàu đực, đây tàu đực thì cỡ 5m đổ lại, sàn khô 6 chân, dáng này dáng hồi xưa nha anh em, ngang tràn à, dài trên 15m không á, hai chiếc. Minh Trí 9 nha anh em. Nếu mà ta đánh lộn với nhau á, Minh Trí này kéo lại là mệt lắm, số lượng ghe nhiều lắm. Đó, cầu lết nha, có miệng cầu bay ở trên sàn khô nữa kìa. Kia nó cũng có một cặp nữa, tàu quá zoom không tới anh em ơi. Đi tàu tải là mình ngồi trên ghe cho nên là mình khó quay được những cảnh gần lắm, còn mà đi thu mua thì khỏi nói rồi, thu mua là kế bên luôn ha. Rồi chiếc này đời mới nha anh em, 94 biển số 94104, chiếc này cỡ 6m3 đổ lại nha. Quá wow, lắc rồi chịu không nổi. Tàu cái tàu đục bên đây, đây đó tàu đục đó, sàn khô 4 chân, Minh Trí nha anh em, đoàn ghe này Minh Trí. Khu này khu có máy ảnh không đó,
là khoảng 2 lý mấy anh em, chậm gì à. Cào thì khoảng 8 tiếng lấy nha anh em. 8 tiếng sẽ lấy cào. Minh Trí 15 nha anh em. Tàu đực nha. 91550 TS. Nhầm ghe thì chủ thích tàu đực để cẩu. Nhầm ghe thì không thích ha, tùy theo mỗi chủ. Chiếc này cỡ 5m2 ha, 5m2 đổ lại thôi. Dài thì 18-19 m. Để chậm ghi luôn á trời. Sắp tới Thổ Chu rồi anh em ơi, mừng quá. Anh Khoa à, sắp tới Thổ Chu rồi, mừng không em? Mừng anh. Rồi hồi qua giờ có sợ sống không? Không. Vậy hả? Bà độ đây chim cứu à, trời đâu có sống đâu anh em, bây giờ này còn sống nữa. Bà độ rồi. Lần đầu sắp tới rồi nha anh em, khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa. Thấy vậy đó, còn xa lắm. Nghe bắt cá chuột kìa. Ở đây có một cái hòn đảo là đá không à nè ha, không có cây cối gì hết trơn á. Bên đây thì cũng có nhưng mà có cây cối nè ha. Để chút nữa ra đảo là mình quay gần hơn cho anh em xem. Đó, cái hòn lớn này là Thổ Chu nha.